Rồi, hello anh em nha. Em là Trắng Minh Hằng, xe máy Khánh Phép đây. Nay bên em lên cho anh em con Lia đời 24, đăng ký 26 nha anh em. Biển số thành phố, biển số thành phố giá nha anh em. Rồi, mời anh em cùng chiêm ngưỡng em nói với em nha. Xe còn mới lắm anh em ơi. Màu vàng ha. Cái này trong giấy là để màu vàng. Đây nè, nhựa nhám nè, nhựa nhám còn đen thui luôn nè, nha, sơn bạc zin, đèn chân nè, đó. Ốc tán còn sáng nha anh em, vàng tươi. Chỗ này bị lỗi rồi, lỗi kia đây. Biển số thành phố Rạch Giá nha anh em, cũng dễ nhìn quá nè. 06778. Xe này chủ đi ít nha anh em. Chủ nữ đi ít. Đây. Cho anh em coi. Bô. Ốc tán à. Còn mới quá anh em ơi. Xe này đời 24 nè. 24 mà đăng ký 26 anh em. Ô đồ mới đi có 11.000 cây không. Chủ đi ít xỉu rồi. Còn mới lắm anh em ơi. Đây, sơn bạc zin. Xe này cho chị em đi chợ, đi cà phê hay đi làm là quá ok luôn anh em ơi. Thắng đĩa nè, bánh mâm thắng đĩa. FI nha anh em. FI tiết kiệm nhiên liệu cho chị em đi làm. Xe này thì chị em mình chạy thì quá ngon rồi. Được biển số thành phố nữa. Quá im. Cốp rộng. Cốp rộng cho chị em đi làm là để đồ, để túi xách đồ ha. Cốp nè. Bự lắm nha anh em. Để em lấy cái thẻ ra. Đó. Quá im, quá rộng. Vỏ trước cũng còn dày quá nè. Rồi, để em nổ máy cho anh em nghe ha. Ok anh em. Máy ngọt ngào. Xe này mới im vậy như gần như xe lướt luôn rồi. Giá 19 năm nha anh em. 19.500.000 cho một chiếc xe cho chị em mình đi chợ đi làm thoải mái. Rồi, ok anh em nha. Xe Lia đời 24 đăng ký 26. 11.000 cây, giá 19 năm. Mọi chi tiết anh em liên hệ em Trắng 0944 63 1364. Xem xe tại cửa hàng xe máy Khánh Phép nha anh em. 1027 Mạc Cũ, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Rồi, cảm ơn anh em nhiều.